Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt cướp danh bạ từ Gmail, Hotmail vào Outlook ha. Thì mặc định khi mà mình cài Outlook, ví dụ mình có thể sử dụng Gmail hoặc là Hotmail đều có thể cài trên Outlook được hết. Nhưng mà một vấn đề là ra ví dụ như mình có vài trăm cái danh bạ mà trên Outlook hoặc là trên trên Gmail hoặc Hotmail mà mình chưa có bắt cấp xuống, thì khi mình sử dụng Outlook sẽ có bất tiện là mình không thể, có lẽ mình đi nhập từng cái danh bạ một ha, thì nó rất là phức tạp. Nên mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt cấp cái danh bạ mà mình có sẵn ở trên Gmail hoặc Hotmail để vô Outlook xài và tiện dụng ha. Thì xài Outlook nó sẽ tiện dụng hơn rất là nhiều ha. Khi mà không may mà sự cố mạng nó ở quốc tế nó yếu thì mình xài vẫn bình thường. Đây là ví dụ đây là cái phần danh bạ hiện tại mình chưa có cái danh bạ nào ha. Thì giờ bắt đầu mình sẽ backup ở trên Gmail xong rồi mình inbox vô ha. Thì đây bắt đầu mình làm. Thì mình đăng nhập vào Gmail. Ok, mình đăng nhập vào Gmail. Giờ chuẩn bị tới Google Group rồi. Rồi ví dụ như mình vô Gmail và vô cái phần này, xong cái phần Gmail xong bọn vào cái phần contact, nếu tiếng ai mà xài tiếng Việt đó, thì nó đây là phần danh bạ thì phải. Đúng rồi. Ok, đăng nhập vô. Rồi bạn di chuyển cái phần mò có trong phần tiếng tiếng Việt xem là mở rộng hay là xem thêm không biết nữa. Rồi các bạn chọn là export nha, xuất ra, nếu tiếng Việt là xuất ra. Rồi bạn chọn là contact nè. Mình chọn phần fan đi. Rồi mình chọn là Outlook CSV ha. Đây, ok. Hiện tại trong cái này mình có 24 cái danh sách đó, thì mình muốn biết cái danh sách đó, thì mình vô cái phần hiện tại trong đây là phần này ha, danh sách đây. Đó thì mình vào phần export. Rồi chọn fan, rồi chọn này Outlook CSV, rồi chọn export ha. Ok, giờ hiện tại đã xong này. Mình cắt ra desktop đi ha. Dễ kiếm. Rồi đây là phần tắt ha. Thì mình có hai cách. Thứ nhất là bạn có thể là vào file nè. Trên trên Outlook 2000 mới hơn nó cũng vậy ha. Rồi bạn sẽ vào Open, rồi chọn Inbox là cách thứ nhất, hoặc là cách thứ hai bạn vào là phần cũng file nhưng mà phần vô option. Rồi các bạn vào cái phần là Open á. Rồi bạn kiếm tới phần Export thì nó cũng như nhau à, cũng như nhau ha. Nhau mình để ra mình làm luôn, hoặc là mình mặc định là Inbox Order này nha, chọn để mặc định luôn, chọn Nice. Rồi cái phần này mình chọn là comma này value window ha. Nice. Rồi bạn kiếm tới cái row, tới cái mình để mà nó tốt, rồi mình kiếm đây phần công tắc ha, open. Thì cái này nếu mà mình để mặc định thì nó sẽ nickname, nhưng mà do lần này chưa có cái danh bạ nào trong đó nên mình không quan tâm. Nếu mà có rồi bạn chọn phần bạn này cũng được, hoặc là bạn donos, ví dụ cái tên mà trùng thì nó không có info ha. Chọn next. Rồi bạn mặc định mình chọn cái phần công tắc, cái phần danh bạ ha. Next. Rồi nó báo lỗi ha, thì mình kiểm tra xem nó như thế nào. Thì đây là mình để sẵn, mình hướng dẫn các bạn cách khắc phục luôn ha. Bạn mở cái phần này thì nó mặc định nó mở bằng file Excel. Thì do một phần á là do cái này nó định dạng chưa có đúng nữa ha. À, các bạn thấy không? Định dạng tùm lum thì có thể là mình bỏ cái này, hai ô này đi cũng được ha, hoặc là mình phải định dạng lại cái chữ số ha, cái nào là chữ, cái chữ nào là số vô cái bạ, danh bạ này vừa là chữ vừa số. Thì muốn có thể là các bạn có thể là cái cột này nè, cái cột này mình định dạng lại nó là format cell đi. Giờ
là gì? Màu là định dạng là hay là mình xóa hết luôn, xóa luôn cái cột đó ha, lên rồi nè. Thì bạn chọn là general hoặc là custom hết. Bạn custom thì bạn có lo chọn general thử thôi, có nhảy không? Không nhảy. Hiện tại là cho nó hiểu là nó là một cái dòng vừa chữ vừa số, nó không có hỗ trợ hả? Mình chọn cái nào đi, account symbol tắt đi, chọn tắt đi. À, cho nó định dạng tắt xong mình sao lại. Cho nó hiểu là tắt hết thì do trong đây có số nè, nó nên mà nó bạn chọn chết nè. Có số này mà nó hiểu là số, nó không có hiểu được hả? Vừa số vừa chữ không hiểu được. Đó, ok, tắt đi. Do cái file hồi nãy nó trùng á, không đang chế chắc là chính để chế độ read online này mà read only này mà không có ghi đề được hả? Nhưng mình đang làm trên một cái máy ảo nên mà nó hơi chậm hả? Mình chọn lại cái file để cho nó xong đó. Ok, rồi mình chọn cái file là một hả? Giờ mình cái file hồi nãy mình nghĩ là nó đang có file read only only nhưng mà nó mình không có thể chữa được nó. Không luôn. Mình chọn file một đi. File một là file mình đã sửa rồi đó. Tôi làm việc từ một cái máy ảo nên mà nó hơi chậm, bạn thông cảm ha. Thì mình chọn cái công tắc một ha, rồi bạn chọn next thôi. Next, ok ha, đến đây là chạy được rồi ha, finish. Thì đó do nó là cái định dạng giữa chữ và số, nó không có không nên mà nó không hiểu được nên mà nó sẽ vậy ha. Hiện tại mình import xong rồi, nó sẽ có hai mươi mấy cái danh bạ đó, nó có chữ số ha. Rồi trên trên thì giờ ví dụ mình muốn gửi thì nó đơn giản rồi ha. Ví dụ như về home thì các bạn chọn vô cái phần mail nè, là phần gửi là new, thì nó hiện tại nó có sẵn hết rồi, bạn muốn làm gì cũng được. Còn lúc nãy nó không có danh bạ thì mình vô đây mình không có thể mình gửi, mình muốn gửi mình phải gõ hết ha. Thì giờ mình tiện thể mình đăng nhập trên Hotmail thôi ha. Do hiện tại mình đang sử dụng trên máy ảo nên mà nó hơi chậm, các bạn xem thông cảm ha. Do cái máy trên kia mình xài Win 10 nó hơi khác tí, thì hiện tí nữa mình sẽ mở cái máy Win 10 cho các bạn demo cho bạn xem luôn ha. Thì do cái file này là đang trên một cái máy ảo Winupi. Thì đa số hiện tại các bạn đang xài Win Win 10 cũng là một phần, nhưng mà đã Office thì lắm lúc đang xài Office 2010 luôn, nhưng mà mình lấy cái bản máy 2010 mình làm trên máy ảo thôi. Thì trên trực tiếp của máy của mình thì đang xài 2016 rồi. Rồi các bạn chọn tu ha. Rồi hiện tại có trên bạn thì bạn muốn gõ ai gửi thôi ha, ví dụ đây rồi mới CC đây được ha. Đó, ok, rồi mình không có test thằng, do cái thằng mail nó đơn giản, mình lưu trữ nó đơn giản hơn ha. Rồi vào cái phần này thì các bạn cũng vào cái phần là nó trên 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 Hotmail nó là pupil ha. Thì nó là bạn bè ha. Đây ha. Thì hiện tại mình có một số danh bạ mà mình muốn đưa qua, chẳng hạn mình muốn gộp mọi người ha. Thì mình chọn nè. Thì nó cũng vậy, thì các bạn vào cái phần mình chọn all ha. Chọn all nè. Xong rồi mình phần manager này thì nó cũng có phần export contact ha. Mình muốn import từ cái khác cũng được ha, từ từ Gmail
vô vô bên trong trong này cũng được luôn, trên cũng được, nhưng đó là phần export. Nhưng mà giờ do các bài này mình chủ yếu là mình làm cho các bạn cách sang Outlook nên mình không có hướng dẫn kia ha, cần ôn luôn export. Rồi hiện tại nó đã xong rồi, thì ở đây là nó ở trong phần là mình để trong mục đó luôn ha. Thì do cái mình import thử, mình ở thân định dạng có đúng không? Nếu bạn giống như hồi nãy á, nếu mà mình thấy định dạng nó sai á thì mình phải định dạng lại, không có là nó sẽ vô sẽ lỗi ha. Trong đây có một số số tùm lum không biết có được không, thì mình được hay không thì mình import đi ha, không được thì mình có thể là delete hết mấy cái kia đi cũng được. Rồi mình vô cái phần đây, giờ mình làm cách thứ hai ha, mình open import rồi cũng để mặc định luôn này ha. Rồi do not import cho mình đã có sẵn nên mình không cần cái những cái mà nó trùng tên, không cần import vô ha. Đây ok, contact nice, ok luôn, không có lỗi ha. Rồi ok, mình vô cái phần contact này. Hiện tại mình rất là nhiều danh bạ rồi ha. Đó, quay chừng luôn rồi đó. Nhiều. Đó, hồi nãy mình có một hai cái à. Thì các bạn có thể là chọn cái phần list hay là cast. Cast thì nó cái này nó theo cái dạng là cái dạng cái cast, business cast đó ha. Hoặc là business. Đây thì nó hiện vậy ha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà là mình copy mình import trên Outlook 2016 mà nó cũng gần gần giống nhau vậy thôi. Như là thành công rồi. Thì mình để mình copy hai cái này vô luôn đi. Mình tạo folder đi ha. Khỏi cái import. Mình copy sang Windows Office 2016 mình làm luôn hả? Đó mới còn mình phải, đó mới còn copy lại hả? Đây hiện tại là mình đang ở trên Windows 10 ha, thì cũng có hai danh sách liên lạc mình mới báo cáo hồi nãy ha. Thì giờ mình vô Office 2016 mình làm luôn, mình làm nhanh nha bạn ha. Ở lúc 2016. Thì hiện trên phiên bản này mình đã có mình có hai cái email, một cái Gmail, có Hotmail ha, nhưng mà có phần danh bạ chẳng hạn thì nó cũng đang còn trống chưa có gì, vì thì mình cũng một file thì nó cũng y chang hồi nãy, một file là open import export ha, thì các bạn có thể làm ở đây hoặc là vô phần option nó cũng giống nhau à. Đây nhưng đây event thì import đây, ở đây thì nó cũng bạn chọn next. Rồi cái phần này nó có hai phần à, thì bạn chọn là comma space value được rồi ha. Rồi inbox vô. Mình làm hai file luôn, coi nó có chỗ không ha. Hai file không được. Một file một ha. Ok. Cái đầu tiên để nguyên là contact. Thì nó phần chỉ có một cái này thôi ha. Không có xin. Ok. Rồi success. Thành công á, ok ha, thì có vài danh bản vô nè đó, xin đi cả đó, đúng không ha. Đó mình vô làm cách thứ hai, làm cách nào cũng được ha, nó có hai cái này thì nó ít hơn. Đó, ok finish, ok. Đó là vậy là đã thành công rồi. Bây giờ mình có gửi mail của gì thì nó đơn giản, nó có trong danh bạ hết rồi, mình không cần phải gõ nó, mình chỉ new rồi mình import vô thôi ha, tu là được rồi ha. Đó mình muốn gửi ai gửi ha. Rồi video của mình tới đây là kết thúc. Là nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên đăng ký để được theo dõi nhiều video mới, hoặc là các bạn nào có thắc mắc thì post ở cuối video này giờ mình sẽ làm video hướng dẫn cho các bạn ha. Ngoài ra mình mới mở một cái kênh mới,
tên là Định Media. Thì kênh này mình sẽ đa số là sử dụng cho điện thoại hướng dẫn, mấy cái hướng dẫn trên điện thoại hoặc chơi game giải trí ha, hoặc là mấy cái video tổng hợp. Thì các bạn nào thích muốn muốn xem những cái phần đó thì có thể là lên YouTube tìm kiếm với tên là Định Media ha. Thì cái này thì mình để cái hình của mình luôn ha. Đây, đây là mình, thì hiện tại mình có post được mấy cái video rồi đó. Thì các bạn thấy, nếu mà thấy Nếu thích các bạn thì thích video bấm và thấy vào kênh Định subscribe để Media theo đúng dõi không? ha. Thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách Rồi, đăng chào các ký, bạn.